Pip pip pip. Các bạn ơi, hôm nay dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi nha. Mình có một cái sọt màu xanh. Bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi này các bạn ơi. Ui, vừa đi mình đã phát hiện ra một chiếc xe bồn trộn bê tông, một chiếc xe cần cẩu múc cát. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông các bạn nhá. Xe này rất là to, rất là khỏe. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông rất là xịn luôn. Các bạn có thích chiếc xe bồn này không? Ui, bây giờ mình phải cho luôn chiếc xe này vào cái sọt của mình. Đấy các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe cẩu múc cát này. Chiếc xe này là xe cần cẩu chuyên đi múc cát, múc đất, múc vật liệu xây dựng các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe máy xúc đẹp lắm các bạn ạ. Đấy, chạy bằng 6 bánh nha. Chiếc xe này động cơ rất là mạnh luôn. Các bạn nghe tiếng động cơ có ngầu lắm. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa, ngầu chưa? Wow, một chiếc xe máy xúc cát xịn sò đẳng cấp quá các bạn ạ. Ui, các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình lại khám phá tiếp nào. Ui, một chiếc xe máy xúc. Hai, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, một, múc nào. Múc nào, múc nào. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, một chiếc xe máy xúc xịn xò luôn. Nào, lại giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát này. Múc nào, múc nào, múc nào. Wow, hay chưa? Các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc nữa này. Đấy, một chiếc xe máy xúc xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Uầy, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một con gì ấy. Ây, một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe máy xúc màu vàng gói cần rất là dài. Dài như thế múc được, các bạn ạ, múc được cả bùn ở dưới ao luôn. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát cần dài, rất là dài, màu vàng. Đấy, các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc nữa này. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều xe máy xúc xịn xò quá các bạn ạ. Các bạn có thích không nào? Mình rất là thích luôn. Nào, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì đây. Đây là một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi. Màu vàng nha, đây là xe ủi cát đấy các bạn ạ, ủi đất này. Đấy, xe xúc nật nha, xe ủi đấy. À, đây mình lại tìm thấy một chiếc xe ủi nữa các bạn ạ. Hôm nay mình tìm được nhiều xe ủi quá. Ui, đẹp quá các bạn ơi, xịn quá. Wow, các bạn thấy không nào? Ui, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe ô tô này, Lamborghini này. Đấy, một chiếc xe ô tô Lamborghini đấy các bạn ơi, quá là xịn luôn. Đây, mình lại tìm thấy một chiếc máy bay trực thăng này. Đây là máy bay trực thăng đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy hay không nào? Ui, các bạn ơi, ở bên này mình tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Đây là một chiếc xe cặp gỗ này. Đây là một chiếc xe cặp gỗ các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cặp gỗ rất là xịn luôn. Các bạn thấy đẹp chưa nào? Wow, hay chưa, hay chưa? Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình đi tìm tiếp. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình lại tìm thấy một chiếc xe. Đây là xe cứu thương này. Đó, đây là một chiếc xe lửa các bạn ạ. Đây là một chiếc xe lửa đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, đó, một chiếc xe lửa. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông các bạn ạ. Một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông đấy. Wow, chiếc xe này đẹp quá, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Ui, các bạn thấy đẹp chưa nào? Wow. Các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe Lamborghini này. Ai, một chiếc xe ô tô xịn xò đẳng cấp luôn. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe bíp này. Đó, một chiếc xe bíp xịn xò quá các bạn ơi. Ui, đẳng cấp luôn, xịn xò quá. Đó các bạn ơi, mình tìm được nhiều xe đồ chơi và bây giờ đi vào trong vườn thì mình tiếp thôi. Đây các bạn ơi, ở đây có một thế giới xe cần cẩu, xe bồn trộn bê tông, máy xúc cát, xe chở rác này, xe cứu hỏa thang chữa cháy này. Đây, đầu tiên giới thiệu với các bạn, đầu tiên là một chiếc xe cứu hỏa thang chữa cháy nha. Cái thang rất là dài, dài như thế này mới chữa được cháy ở trên tầng 2, tầng 3 các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa thang chữa cháy có 4 chân trống luôn. Các bạn ấy xịn sò đẳng cấp chưa nào? Wow, bây giờ mình chạy được ra pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra đây là một chiếc xe tải chở ô tô nha. Đấy, một chiếc xe tải chở ô tô tốc độ đỉnh cao luôn. Ui, các bạn thấy ngầu chưa, ngầu chưa? Ui, động cơ rất là mạnh luôn. Đó, hay quá các bạn ạ. Pi 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 pi. Xe không phanh, xe không phanh. Pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác các bạn ạ. Chiếc xe này chuyên đi cẩu rác và chở rác, to như này mới cẩu được nhiều rác và chở được nhiều rác đấy các bạn ạ. Đây là xe vận tải vận cẩu các bạn nhá. Đây, bây giờ mình cần chạy thử luôn, tốc độ có đỉnh cao không nhá. Các bạn ơi, chiếc xe này xịn xò quá, động cơ rất là mạnh luôn. Pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chiếc xe này xịn xò chưa? Wow, hay chưa, hay chưa?
Đó, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào? Quá là ngầu luôn nha, một chiếc xe máy xúc cát quá là xịn sò đẳng cấp luôn. Wow, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Ui, bi 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 bi. Ui các bạn ơi, ở đây mình có phát hiện ra một chiếc xe bồn chở bi tông nha. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bi tông này các bạn ơi. Đó, xoay được cả bồn và lắp cái này để đấy, để kín vào nhà đó. Các bạn thấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa? Ui, một chiếc xe bồn chở bi tông đẹp quá các bạn ơi. Quá là xịn sò, là xịn sò đẳng cấp luôn. Rồi, đây có một chiếc xe cần cầu móc nha. Đây là một chiếc xe cần cầu móc có số 51 này các bạn ơi. Ui, có cái móc này, hà là cả cần luôn. Đó, một chiếc xe cần cầu móc xịn sò quá. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó, các bạn nghe tiếng động cơ có đến mạnh mẽ không, có ngầu không? Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu to như này mới chở được nhiều xăng dầu đấy các bạn ạ. Đó, có thể chở được cả nước nha. Đây là xe bồn đấy các bạn ơi, một chiếc xe bồn to đẹp quá, động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Bi 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 bi. Ui, các bạn nghe tiếng động cơ có mạnh không nào? Ui các bạn ơi, ở đây mình lại còn phát hiện ra một chiếc xe ben chuyên đi chở đất này. Đấy, một chiếc xe ben này là xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Các bạn nghe tiếng có chiếc xe ben này có xịn không nào? Mình rất là thích chiếc xe ben này luôn. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Wow, hay quá, hay quá, đẳng cấp quá. Rồi các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bi tông các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bi tông đấy. Ui các bạn thấy có chiếc xe bồn này có xịn không nào? Có xẻng xúc bi tông này, có vòi chút bi tông này. Wow, các bạn thấy cái chiếc xe này có ngầu không? Đó, xịn xò chưa? Ui, đẳng cấp chưa? Wow, đây là xe vận tải vận cầu này, xe vận tải vận cầu đó, chở xe xúc nật đấy các bạn ạ. Ui, xịn xò chưa, đẳng cấp chưa? Đây là xe xúc nật này, đó, một chiếc xe xúc nật đẹp quá. Đây là xe vận tải vận cầu cứu ô tô máy xúc đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa? Đây là một chiếc xe này là xe môi trường chuyên đi chở rác đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác rất là xịn này các bạn ơi. Ui, các bạn ấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Wow, hay chưa, các bạn ấy ngầu chưa? Đây, ở bên trong có thùng rác này, có thùng rác này. Đó, xịn xò chưa? Ui, đẳng cấp chưa? Bíp bíp bíp. Đây có một chiếc xe ben chở đất này. Đó, xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Đó, đấy, xe ben xịn quá. Đó, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ui, đây, đây là xe tải chở ô tô này. Đó, xe tải chở ô tô. Đây là xe cần cầu móc này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cầu móc đấy các bạn ạ. Bây giờ xe này có sẽ cầu một chiếc xe lưng hàng lên cho bạn xem nhá. Đây mình cẩu xe lưng hàng đấy, móc chưa rồi, móc móc chưa, móc chưa, móc chưa. Bây giờ mình phải móc lại thôi. Các bạn ơi, mình móc lại này, mình móc cẩu lên cao này. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Ngầu và đẳng cấp chưa? Ui, hay chưa, hay chưa? Wow. Đó. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Ui, ngầu chưa nào? Win 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 win. Win đó, các bạn ơi. Ui 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 ui, mình tìm thấy một chiếc xe tăng và một chiếc ô tô này. Đây là một chiếc xe bán tải nha, một chiếc xe bán tải đấy, một chiếc xe ô tô bán tải đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Wow, hay chưa? Đó, xịn xò chưa? Ôi, được một túi xe đồ chơi gì đấy này các bạn ơi. Wow, túi xe đồ chơi to quá các bạn ạ. Đây mình giới thiệu các bạn nhá, xe bồn chở xăng, à xe bồn chở nước tưới cây này các bạn ơi, xe bồn chở nước này. Ô, xe tải chở cát này các bạn ơi. Đó, xe máy xúc cát này. Ui cái hộp này to quá, ui cái túi này to và nặng quá các bạn ạ. Đó, ui các bạn ơi, đây, wow, đây là một túi xe gì đây? Ui, ở bên trong có xe máy xúc hay sao ấy? Các bạn ơi, đi tìm tiếp thôi các bạn ơi, đi sang bên này xem tìm được cái gì không tìm. Ui các bạn ơi, ở bên này có một chiếc xe màu vàng. Ui, một chiếc xe màu vàng, wow, đây cũng là một chiếc xe tải dọn rác đấy các bạn ạ. Đó, xe môi trường dọn rác. Ui, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Ui, chiếc xe này màu vàng nha, dun dun dun. Ui, chiếc xe này dun 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 dun. Chiếc xe này xịn đấy các bạn ạ. Đó, mở được thùng không? Bây giờ mình mở. Ui, các bạn ơi, ở bên trong chiếc xe này còn có cả xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Ui, đây chở chở một chiếc xe gì mà màu đỏ đỏ này các bạn ơi. Đấy, ui, đây là một chiếc xe này là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy đấy. Rồi, mình sẽ cho vào túi của mình thôi nào. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Có một chiếc xe dọn rác rất là xịn đấy các bạn ạ. Ui, ở bên này, wow, mình đã tìm thấy một túi xe gì này các bạn ơi. Đây là xe công trình của Joby đấy các bạn ạ. Ui, túi xe này đẹp lắm các bạn nhá. Đầu tiên là xe tải chở cát này các bạn ơi. Xong rồi đó là xe bồn trộn bê tông này. Đó, xong máy xúc cát này.
Wow. Đấy, xong xong rồi sẽ cần cáo móc này. Bây giờ mình sẽ mở luôn cái túi này cho các bạn cùng xem nhá. Đó. Các bạn ơi, cái túi này là túi xe gì ấy? Bây giờ mình sẽ mở ra nào. Wow. Các bạn ơi, chờ mình một chút nhá. Đó, mình mở xong rồi này các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe dọn rác. Wow. Một chiếc xe dọn rác rất là đẹp các bạn ạ. Rất là to luôn. Đó. Một chiếc xe môi trường dọn rác có thể mở được nắp thùng này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là to và đẹp đấy các bạn ạ. Đó. Các bạn thấy không? Chiếc xe này thì có cabin màu trắng ấy các bạn ạ. Đó, hay chưa? Bây giờ mình sẽ quay thử bánh nào. Wow. Rồi bây giờ cùng mình ra vườn chuối tìm xe đồ chơi tiếp. Wow. Các bạn ơi, ở đây có nhiều xe bồn trộn bê tông to chưa này. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ các bạn ạ. Hai chiếc xe bồn trộn bê tông luôn. Ui, ba chiếc xe bồn luôn các bạn ơi. Ui, nhiều xe quá, bốn chiếc xe bồn luôn. Ui, vậy là có bốn chiếc xe bồn trộn bê tông rất là to và đẹp các bạn ạ. Đây là xe bồn trộn bê tông rất là xịn này. Mình rất là thích chiếc xe này, siêu to khổng lồ các bạn ạ. Xe bồn này chạy bằng bao nhiêu bánh các bạn có biết? Một bánh, hai bánh này, ba bánh, bốn bánh luôn. Đó, xe bồn chở bê tông chạy bằng bốn bánh các bạn ạ. Có hai cái còi luôn này. Đó. Ui, chiếc xe bồn này xịn này các bạn ơi, chiếc xe bồn này siêu to khổng lồ đấy các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, đây là xe cần cẩu xúc cát màu vàng siêu to khổng lồ luôn. Đó, chiếc xe này đẹp chưa này? Đó, màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Đó, múc thử nào. Ui, đất đây cứng lắm các bạn, đất đây cứng lắm. Múc 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 cát, múc đất, múc đất, múc một đầu. Ui, vẫn múc được một đầu các bạn ạ. Ui, chiếc xe này to quá, có cần, có rất cần rất là dài. Có gầu rất là to các bạn ạ. Đất đây cứng lắm các bạn ạ. Ui, múc được các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp đấy, mình rất là thích luôn. Đây, đây xem còn xe gì xịn không các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn trụ bê tông, đi tìm xe đồ chơi tiếp với mình nào. Đó. Ui các bạn ơi, ở bên này có cái khiêng. Ui, ở dưới cái khiêng này còn có cả xe cần cẩu cứu hộ này. Đây là xe cần cẩu cứu hộ đấy các bạn ạ. Đó, có cái móc này. Đó, xe này là xe của Ruby các bạn ạ. Chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Đó, hay chưa? Ui, chiếc xe này có là mới đấy các bạn ơi. Ui. Đó, chiếc xe này xịn lắm các bạn ạ. Đó, xe cần cẩu móc cứu hộ đấy các bạn ạ. Đúng vào đây sẽ biến hình luôn. Đó, chiếc xe này rất là đẹp các bạn ạ. Ui, đây là xe gì đây? Đây là xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này nặng quá các bạn ơi. Mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Đây là xe cần cẩu xúc cát đấy các bạn ơi. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy. Wow, múc thử luôn, múc thử luôn, múc thử luôn. Nào, múc thử nào. Một gầu luôn, đó. Hai gầu luôn, ui, các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp các bạn ạ. Đó, dun 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 dun. Ui, các bạn ơi, đây có khiêng, mở khiêng ra nào. Wow, có hai chiếc xe đồ chơi luôn. Đây là xe tải Ben này các bạn ơi. Một chiếc xe tải Ben rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, xe tải Ben của Ruby đấy các bạn ơi. Rất là ngầu luôn nhá. Dun dun dun, động cơ rất là mạnh ấy các bạn ạ. Chiếc xe này rất là xịn đấy, mình rất là thích chiếc xe này luôn. Đó, xe tải Ben đấy. Rồi tiếp theo, wow. Các bạn ơi, đây là xe bồn trộn bê tông này. Xe bồn trộn bê tông hoa hướng dương đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp đấy. Đó, mình rất là thích chiếc xe bồn trộn bê tông này luôn đấy các bạn ạ. Dun dun, động cơ rất là mạnh mẽ đấy các bạn ơi. Có hay chưa? Dun dun. Đó, chiếc xe này rất là mới và đẹp luôn. Các bạn ơi, mình rất là thích chiếc xe này đấy. Đó, có cái bồn chở bê tông ấy các bạn ạ. Ui, mình sẽ lấy cái bồn ra này. Bây giờ mình sẽ lắp lại này. Bạn ơi, ở bên này còn có một chiếc xe tải Ben chở cát này. Đây là xe tải đẹp Ben, bật được Ben này các bạn ơi. Đó, hay chưa? Xe tải bật được Ben đấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe tải này rất là đẹp đấy. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi tiếp với mình nhá. Dun 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 dun. Ui, đây có một chiếc xe tải đang chở một con khủng long các bạn ơi. Đó, xe tải chở khủng long ba sừng này. Đó, dun 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 dun. Wow các bạn ơi, ở đây có một con khủng long hai đầu này đấy, khủng long đầu rồng ấy các bạn ạ. Ui, khủng long đầu rồng biết bay luôn. Ui, khủng long chim đại bàng này các bạn ơi, khủng long chim đại bàng. Wow, xe tải chở khủng long ba đầu đẻ trứng này các bạn ơi. Đây là khủng long đẻ trứng đấy các bạn ạ, khủng long ba đầu cổ dài đấy. Đó, hay chưa? Rồi đi sang bên này. Wow, các bạn ơi, đây có hai chiếc xe tải đang chở hai chiếc xe máy xúc cát này. Đây là, wow, xe tải mở được thùng luôn đấy các bạn ạ. Xe tải mở được thùng luôn này. Đó, các bạn thấy hay chưa? Đây, mình cho các bạn cùng xem. Đây là xe cần cẩu xúc cát chạy chạy bằng địa hình ấy các bạn ạ. Xe này là xe địa hình luôn. Bây giờ mình múc thử cát cho các bạn cùng xem. Múc đất này, một gầu luôn, hai gầu luôn. Đó, hay chưa con ơi, ba gầu luôn. Ui, chiếc xe này xịn quá. Rồi tiếp theo, đây là một chiếc xe tải đang chở một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, xe máy xúc cát màu vàng rất là đẹp này các bạn ơi. Múc thử nào, wow, hay chưa? Đó, múc thử nó gấu nữa nào. Đó, nhét gấu. Wow, các bạn ơi,
Ui sao nhiều xe đồ chơi đẹp thế nhỉ các bạn ơi. Ui các bạn nhìn thấy có những chiếc xe gì, xe cần cẩu này. Wow, có cả xe bíp kìa các bạn ơi. Ui có cả xe ô tô cảnh sát kìa. Wow, có rất là nhiều xe, có cả xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đây là xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này thì chạy bằng pin đấy các bạn ơi. Ui chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Đó, ui xoay tròn luôn cho bạn cùng xem. Đó, xoay 360 độ luôn kìa các bạn ơi. Đó, đẳng cấp luôn. Đó, chiếc xe này thì rất là xịn sò, đẳng cấp ấy các bạn ạ. Đó, hay chưa, mình rất là thích chiếc xe luôn đấy. Đó, các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe cứu hỏa này không? Mình rất là thích đấy các bạn ạ. Wow, đó, xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ơi. Hay chưa, rồi let go nào. Bây giờ mình sẽ tắt chiếc xe cứu hỏa đi nhá. Rồi chúng ta sẽ khám phá những xe đồ chơi xịn hơn nhá. Rồi ok nào. Đây giới thiệu các bạn, đây là một chiếc ô tô cảnh sát biến hình thành máy bay đấy các bạn ạ. Đó hay chưa. Wow, ô tô cảnh sát biến hình thành máy bay rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ơi. Wow, rồi tiếp theo đây là chúng ta còn rất là nhiều xe này. Đây là một chiếc xe cứu thương này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu thương rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, xịn sò chưa này. Rồi tiếp theo chúng ta có máy bay trực thăng này các bạn ơi. Đây là máy bay trực thăng đấy các bạn ạ. Đó, máy bay trực thăng cảnh sát luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Đó này chưa. Wow. Đây chúng ta có xe, xe này là xe cứu thương này các bạn ơi. Xe cứu thương biến hình đấy, chuẩn bị biến hình cho các bạn cùng xem này. Đó, một chiếc xe cứu thương biến hình có còi hú báo động luôn đấy các bạn ạ. Còi hú báo động là ưu tiên cho người đi đường đấy. Đó, các bạn ơi, chiếc xe cứu thương này rất là đẹp đấy. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy có đèn không? Có đèn ấy, có đèn rất là sáng kìa, nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ ấy. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Dinh 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 dinh. Đó là ngầu luôn đấy các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cứu thương rất là đẹp luôn. Rồi mình ở đây thôi các bạn ơi. Vậy là chúng ta còn rất là nhiều xe. Đây là máy bay. Đó, máy bay ấy, các bạn ạ, trang bị hai bên hai tên lửa luôn. Đó, máy bay này máy bay chiến đấu ấy các bạn ơi. Đẳng cấp lắm. Đây là tàu siêu tốc độ này các bạn ơi. Tàu siêu tốc độ nha. Đó, tốc độ đỉnh cao đấy các bạn ơi. Hay chưa? Tiếp theo là ô tô cảnh sát màu trắng này các bạn ơi. Đây là ô tô cảnh sát màu trắng nha. Có đèn nhấp nháy đấy. Wow. Ô tô cảnh sát này ngáu quá các bạn ạ. Đó. Ui các bạn ơi, mình rất là thích chiếc ô tô cảnh sát này luôn đấy. Đó. Đây đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát mở bốn cánh này các bạn ơi. Mở xe ô tô cảnh sát mở được bốn cánh đấy. Wow, đẹp lắm các bạn ơi. Đó, các bạn thấy đẳng cấp chưa? Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát mở được bốn cánh luôn. Rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Hay chưa? Wow. Đấy, ô tô cảnh sát 110 các bạn ạ. Đó, mở được bốn cánh luôn. Ôi, mình tắt chiếc ô tô cảnh sát đi nhá. Let go nào. Chúng ta còn xe ô tô cảnh sát này này các bạn ơi. Đây là xe ô tô cảnh sát rất là đẹp này. Đó. Ui, một chiếc ô tô cảnh sát đấy. Chúng ta còn máy bay. Rồi, bây giờ đi tìm xe đồ chơi mới tiếp với mình nhá. Let go bay đi tìm xe đồ chơi. Ui, các bạn ơi, đây là xe này, là xe máy xúc cát này. Đó, một chiếc xe cần cẩu xúc cát này. Hai chiếc xe cần cẩu xúc cát luôn. Ui, ba chiếc xe cần cẩu múc cát này. Bốn chiếc xe cần cẩu múc cát này. Wow, 5 chiếc xe cần cẩu xúc cát luôn các bạn ạ. Ui, 6 chiếc xe cần cẩu xúc cát luôn. 7 chiếc xe cần cẩu xúc cát. Ui, vậy là chúng ta có 7 chiếc xe cần cẩu xúc cát. Đây là xe cần cẩu xúc cát này. Có động cơ chạy bằng bánh răng này các bạn ơi, rất là nhiều động cơ luôn đấy các bạn ạ. Xe này thì chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe này rất là đẹp, mình rất là thích chiếc xe luôn. Bây giờ mình bật lên cho bạn xem. Đây là xe cần cẩu xúc cát trong suốt nha. Đó, có đèn luôn, có đèn nhấp nháy kìa các bạn ơi. Đó. Các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe này không? Mình rất là thích chiếc xe luôn đấy. Đó, các bạn nhìn được bánh răng đang chạy kìa. Đó, bánh có cả bánh răng đấy. Bánh răng là động cơ đấy các bạn ạ, động cơ đấy. Đó, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Rồi, ok, bây giờ mình tắt chiếc xe đi nhá để chúng ta khám phá xe đồ chơi khác nha. Let's go nào. Đó, mình ở đây nha, ở đây. Ui, bên này còn nhiều đồ chơi lắm các bạn ạ. Đây là xe cần cẩu móc này. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc. Ở đây là máy xúc cát này. Rồi tiếp theo là xe tải chở rác các bạn ạ. Đó, xe bồn chở xăng dầu này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu móc. Ui, tiếp theo là xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, xe tải chở đất này các bạn ơi. Ui, xe tải chở đất này. Rồi tiếp tục nè. Ui, xe lửa này các bạn ơi. Đó, xe lửa đấy. Rồi, xe cứu hỏa thang này. Wow, yêu thương các bạn nha. Ui, còn nhiều xe nu đường này các bạn ơi, xe nu đường này đó. Ui, nhiều xe lắm. Xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đó, nhiều xe xịn lắm các bạn ạ. Đây là xe lửa này các bạn ơi, một chiếc xe lửa rất là đẹp đấy các bạn ơi. Wow, đây là xe cần cẩu cứu hộ.
Ui, đây là xe cứu cứu hỏa các bạn ạ. Đó, xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, máy xúc cát ấy. Đó, rất là nhiều xe, xe bồn chở xăng dầu này các bạn ơi. Đó, nhiều xe đẹp quá. Đây là xe lửa này các bạn ơi, nhiều xe lắm nha. Ui, đây là những chiếc ô tô các bạn ạ, những chiếc ô tô đua siêu to khổng lồ đấy. Đó, có cả xe tăng này các bạn ơi. Có cả xe tăng luôn nha. Đó, một chiếc xe tăng rất là to này. Đó, xe tăng này rất là xịn đấy các bạn ạ. Băng 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 băng. Đấy, xe tăng này đẹp lắm các bạn ạ. Mình rất là thích xe tăng này luôn. Có mã số kìa các bạn ơi. Đó, xe tăng này quân sự đấy các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh mẽ. Xe tăng siêu to khổng lồ luôn. Dùn dùn. Đó. Ở bên này còn những chiếc xe cần cẩu xúc cát này. À, đây là xe cần cẩu cứu hộ cảnh sát các bạn ạ. Xe cần cẩu cứu hộ đấy, có thể rút được cần dài đấy các bạn ạ. Xe máy xúc cát màu trắng rất là đẹp này các bạn ơi. Có cái thùng này. Đó, có thùng chở đất luôn này các bạn ơi. Đó, xe cần cẩu xúc cát này các bạn ơi. Ui, đây là xe cần cẩu xúc cát bánh màu trắng này. Đó, đẹp lắm các bạn ạ. Đây là xe cần cẩu xúc cát địa hình nha. Đó, rất là xịn luôn. Đó, zin 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 zin. Wow, đây là xe cần cẩu xúc cát biến hình thành siêu nhân này các bạn ơi. Rất là nhiều xe đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đây là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp đấy. Đó, ở trên này còn rất là nhiều xe này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông này. Đây là xe bồn trộn bê tông rất là mới đấy các bạn ạ. Đó, wow. Ở trên này còn máy bay rồi. Bay vào trong sân thì mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nha. Rồi bay nào. Đó, bay máy bay chở khách đi các bạn ạ. Rồi bay nào. Wow, bây giờ mình sẽ tìm xe đồ chơi ở trong cái đống lúa này các bạn nhá. Cái đống lúa này có rất là nhiều xe đồ chơi đấy các bạn ạ. Rồi let's go nào. Rồi bây giờ mình sẽ cần cẩu nào, kéo 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 nào. Các bạn ơi, các bạn có biết mình đang kéo một chiếc xe gì không? Đó, mình đang kéo một chiếc xe này là xe cần cẩu con sóc đấy các bạn ạ. Xe cần cẩu cứu hộ con sóc đấy. Wow, một chiếc xe cần cẩu cứu hộ con sóc rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, đẹp chưa? Đó, một chiếc xe cần cẩu cứu hộ con sóc rất là mới luôn. Dinh, 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 dinh. Thấy chưa này? Chiếc xe này thì rất là đẹp các bạn ạ. Wow, chiếc xe này thì là xe cần cẩu cứu hộ con sóc đấy các bạn ạ. Có cả mũ kìa, được cả mũ kìa. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bạn xe cần cẩu, mình cẩu tiếp một bạn xe này lên này các bạn ơi. Đây mình cẩu bạn xe này ra. Ôi, không có chỗ móc rồi các bạn ơi. Không có chỗ móc rồi. Bây giờ mình móc vào đầu. Đây mình kéo nào, kéo nào, kéo nào, kéo ra nào, kéo ra khỏi đống lúa nào. Wow, các bạn ơi, mình đã kéo thành công rồi. Kéo thành công một bạn xe này xúc cát nhá. Đây, đây là một bạn xe cần cẩu xúc cát pony đấy các bạn ạ. Đây là bạn xe cần cẩu xúc cát pony đấy, rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa, hay chưa. Đó, một bạn xe cần cẩu xúc cát pony nha, đội mũ luôn đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn. Hai bạn xe này rất là xịn đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ cùng mình tìm xe đồ chơi tiếp nào. Wow, đây là bạn xe xúc đạt này. Bây giờ mình sẽ xúc để tìm xe đồ chơi nhá. Nào, ủi nào. Bây giờ mình sẽ ủi nào. Ủi, 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 tìm xe đồ chơi. Ủi, ủi lúa, ủi lúa, ủi lúa. Wow, các bạn ơi, mình đã tìm được một hộp xe đồ chơi gì này. Wow, đây là một xe container bằng sắt chở cát các bạn ạ. Xe container chở cát đấy. Một chiếc xe container bằng sắt luôn đấy các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ mở luôn cho các bạn cùng xem cái hộp xe này có xịn sò nhá. Đó, hay chưa, hay chưa. Wow, bây giờ mình sẽ kéo ra này. Kéo cái hộp này ra nhá. Nào, kéo ra luôn. Ui, ở bên trong đúng là có một chiếc xe thật các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ kéo ra. Nào. Wow, các bạn ơi, ở bên trong là một chiếc xe container bằng sắt thật các bạn ạ. Đó, chở hai chiếc xe đồ chơi luôn đấy các bạn ơi. Hay chưa. Đầu tiên là mình giới thiệu các bạn, đây là xe cứu thương này. Đó, một chiếc xe cứu thương rất là đẹp. Đây là xe ô tô này. Đó, xe ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Dun dun dun. Hay chưa. Dun 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 dun. Wow, ở trong này còn một chiếc xe gì ấy sao ấy. Bây giờ mình sẽ xúc lúa lên xe container chở đi phơi nhá các bạn nhá. Đó, mình sẽ xúc lúa lên xe container nào. Xúc lúa lên xe container. Nào, xúc nào. Đó, chút 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 nào, chút nào. Wow, mình đã chút gần đầy được nửa xe container rồi các bạn ạ. Dun 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 dun. Nào, bây giờ mình sẽ kéo tiếp nào. Đây là xe gì đấy các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ kéo ra mình biết được các bạn ơi, không biết là xe gì đây. Đó, wow. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe gì ấy? Wow. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông con hộ này. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông con hộ rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông con hổ đấy các bạn ạ. Rất là mới và đẹp luôn đấy. Wow, hay chưa. Các bạn thấy chiếc xe bồn trộn bê tông này có đẹp không? Dung dung, dung dung, dung dung. Ui, xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn. Đó, rồi tiếp theo.
Đây các bạn ơi, wow, đây là một chiếc xe container chở chở xe công trình đồ chơi này các bạn ơi. Xe container chở xe công trình đồ chơi đấy, đó hay chưa. Bây giờ mình sẽ mở luôn cho bạn cùng xem nha, xem bên trong là xe gì nhá. Wow, ở bên trong có 3 chiếc xe luôn đấy các bạn ạ. Xe cần cẩu xúc cát mini này các bạn ơi, xe cần cẩu xúc cát mini rất đẹp múc nào. Ui bây giờ mình kéo tiếp nào, bên trong này là xe gì đây. Đó, ui cẩu lên cao này các bạn ơi. Ui mình cậu thành công một bạn xe bồn trộn bê tông boni nhỏ nhỏ này, rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, xe bồn chở bê tông trộn bê tông đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha, hẹn các bạn ở video mới tiếp theo từ kênh của mình nhé, bye các bạn nha.